Xin chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng sớm nay, mùng 10 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày mùng 9 tháng 8 đến 7 giờ ngày mùng 10 tháng 8 tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên trong khoảng từ 113,9 mm, Định Hóa Thái Nguyên lên tới là 80,6 mm. Các nơi khác mưa dao động từ 50 đến 70 mm. Dự báo do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển đến 5.000m hoạt động mạnh dần, nên từ nay mùng 10 tháng 8 đến sáng ngày 12 tháng 8, ở Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, vùng núi có nơi có mưa rất to với tổng lượng mưa từ 100 cho tới là 200 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu, cục bộ trên 200 mm, thời gian mưa lớn tập trung vào sáng và đêm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Tại thủ đô Hà Nội, từ nay mùng 10 tháng 8 đến sáng 12 tháng 8 có lúc có mưa rào và dông. Mặc dù lượng mưa nhìn chung là không nhiều, nhưng người dân thành phố vẫn cần đề phòng cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Do trời nhiều mây và có mưa rải rác trong ngày nên nhiệt độ ở mức mát mẻ. Cao nhất trưa chiều chỉ ở khoảng từ 31 đến 32 độ. Về đêm là từ 25 đến 27 độ. Với miền Trung, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục 23 đến 25 độ vĩ Bắc kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ngày hôm nay mùng 10 tháng 8, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Trong đó, thành phố biển Đà Nẵng không ngoại lệ. Độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất ngày chỉ phổ biến từ 45 đến 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 đến 18 giờ. Còn các tỉnh thành phía Nam như là tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn mang đặc trưng của thời tiết mùa mưa. Trưa chiều nay thành phố có nắng với nhiệt độ từ 33 đến 34 độ. Về chiều tối sẽ có mưa, người dân vẫn cần đề phòng với những trận mưa dông mạnh kèm dông sét, gió giật. Nhiệt độ thấp nhất tối nay đạt ngưỡng 27 đến 28 độ, trời dịu mát dần trở lại. Đến đây bản tin thời tiết trưa ngày 10 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.